Anh Tuấn xin kính chào tất cả mọi quý khán giả đang theo dõi live trực tiếp trên Little Sài Gòn TV cùng với chúng tôi. Thưa quý vị, cứ mỗi năm một lần thì Little Sài Gòn TV hợp tác với tất cả những trung tâm ca nhạc và cũng giống như tất cả các anh em chị nghệ sĩ đã cùng tập trung tại Chùa Hè Quang cùng với hàng chục ngàn người khắp nơi ở ngay tại Hoa Kỳ, ở đại Nam Cali, ở ngay tại tất cả tiểu bang khác và thậm chí tình thoảng thế giới, kể cả Việt Nam cũng qua đây để mà chúng ta cùng đến với những cái khoảnh khắc giao thừa giữa năm Bính Thân và cũng giống như là đến trực tiếp đến năm Đinh Dậu 2017. Ngày hôm nay khi mà Tuấn đứng đây đó thưa quý vị, thì chúng ta chỉ còn một vài tiếng nữa thôi thì chúng ta đến khoảnh khắc coi như là giao mùa rồi. Và chúng ta hiện tại bây giờ thì chúng ta thấy ở phía đằng sau sân khấu đó, và tất cả mọi người đã tập trung về đây rất là đông rồi. Follow Tuấn, đi theo cùng với Tuấn để thì chúng ta sẽ thấy được cái phía đằng sau hậu trường nó như thế nào. Quý vị đang thấy chúng ta có sân khấu lớn ha, chúng ta có sân khấu lớn với tất cả những anh em chị em nghệ sĩ ở trên đó. Hiện tại bây giờ có tới hàng ngàn người đang tụ tập với nhau ngay tại đây. Tất cả mọi người đều trao cho nhau với những cái ôm nồng ấm và những lời chúc thân thương nhất tất cả mọi người. Quý vị có thấy ai cũng mang những cái cành mai, cành hoa đào rất là đẹp ở đây. Tất cả mọi người, hello con. How you feel? How you feel on the good? Good. Ok, tụi con có lời chúc gì đến cho quý vị khán giả không? Yeah. Happy New Year, chúc mừng năm mới. Sáng chúc mừng năm mới. Ok, 1, 2, 3, Happy New Year. Good be ok? 1, 2, 3. Happy New Year! Quý vị thấy đó là những lời chúc của tất cả những các em nhỏ đầu tiên khai trương, coi như là trong những cái gọi là đằng sau hội trường của Vinh Tuấn. Nào, hãy cùng chúng tôi đi tiếp ra đằng sau và chúng ta sẽ thấy được coi như những cái khung cảnh đằng sau, phía sau Chùa Hè Quang nó vui, nó đông vui như thế nào quý vị nhé. Mà chúng ta đang đến gần với lại những cái chánh điện của chùa, và nơi đây đó cứ vào mỗi 12 giờ đêm là chúng ta thấy tất cả mọi người đều tụ tập về nhau. Thứ nhất đó là để mọi người chúng ta lấy lọc những cành mai vàng quý vị có thể thấy, và phía đằng trước này là từ Quan Thế Âm Bồ Tát rất là linh thiêng. Những ai mà có cơ hội đi vào ở bên trong chánh điện đó thì cùng nhau thắp một cây hương, cùng nhau có một cái lời nguyện cầu với tất cả mọi người. Và hãy cùng với Tuấn phía đằng sau. Mọi người đó, thường thường đó, ta tụ tập ở phía đằng sau. Còn với Tuấn, quý vị thấy không? Đông lắm. Năm nay chùa Hè Quang đông vui, rộng rãi hơn khác với năm ngoái là sao? Tại vì bây giờ sân chùa đã rộng hơn rất là nhiều rồi. Và đó là lý do mà có rất nhiều người đang tụ tập đến cùng với đây, hòa chung cùng khoảnh khắc. Như trước hết, Tuấn xin mời quý vị khán thính giả trở lại với lại sân khấu chính để chúng ta cùng xem thử phía trên sân khấu có gì quý vị nhé. Lắng nghe mùa xuân én, nghe miền bay thắm tươi vườn xuân ánh xuân sang người. C'est toi, hein, je sais moi, on chante, on crie, on pleure, on crie. C'est la tempête ou la calme, la fête même sous la pluie. Ça va, c'est bien, c'est moi, c'est bien, ni toi, ni moi, ni pour vous, yeah. Rien est un nom où on est mort. Parfois c'est oui, parfois c'est non. Ange, c'est toi, ange, c'est moi qui veux bien faire le premier pas. Chacun son tour, mais en tout cas ce n'est jamais à chacun pour soi. Giáng xuân cười xinh bướm xây duyên tình.
khắp nơi mừng xuân, bé thơ đùa vui phố vui ngày xuân pháo hoa sang ngời. Mùa xuân rực rỡ, mùa xuân tình ai, tình xuân nồng cháy yêu đời tha thiết. Nàng xuân rực nắng, mùa xuân chào đón, mùa xuân hẹn ước muôn đời tươi sáng. Nắng xuân bình yên lá, đâm trời xanh tiếng, chim rừng ca đón xuân đã về. Lắng nghe mùa xuân én nghiêng mình bay thắm từ vườn xuân ánh xuân sang người. Xuân đã về, nàng xuân đến mơ ước cùng em vui xuân. Xuân đã về, hồn say đắm tình xuân. Xuân đã về, mùa xuân đã về. Và tia nắng ấm tràn đầy, hòa cùng mây bay. Mùa xuân vừa sang em ơi, mùa xuân mới đã đến bên ta thật rồi. Bầy chim hòa ca muôn nơi, chào mừng xuân tươi. Và ta cùng nhau vui xuân, cùng ngây ngất trong bao yêu thương nồng nàn. Tình ta chào dâng mênh mang, chào mừng xuân sang. Kìa xuân vừa sang em ơi. Xuân đã tô thắm muôn nơi, mang theo sắc hương thơm lung linh ngày mới. Kìa muôn hoa đua ngát hương, xuân đã đến bên ta thật rồi. Và đôi ta nắm tay nhau, nguyện cùng đắm say hương xuân ngọt ngào. Tình yêu mãi mãi dạt dào, để ta bên nhau. Mùa xuân vừa sang em ơi, mùa xuân mới đã đến bên ta thật rồi. Bầy chim hòa ca muôn nơi, chào mừng xuân tươi. Và ta cùng nhau vui xuân, cùng ngây ngất trong bao yêu thương nồng nàn. Tình ta chào dâng mênh mang, chào mừng xuân sang. Mùa xuân vừa sang em ơi, mùa xuân mới đã đến bên ta thật rồi. Bầy chim hòa ca muôn nơi, chào mừng xuân tươi. Và ta cùng nhau vui xuân, cùng ngây ngất trong bao yêu thương nồng nàn. Tình ta chào dâng mênh mang, chào mừng xuân sang. Kìa xuân vừa sang em ơi. Thank you, thank you, thank you. Xin quý vị xin gửi lời chào cũng như là lời chúc mừng đầu năm, và chúc cho tất cả các quý vị gia đình cùng an khang thịnh vượng, hạnh phúc và tiền tài lộc vào như nước trong đầu năm. Xin cảm ơn tất cả các quý vị đã ủng hộ cho những tràng pháo tay. Thank you.